Những giai điệu đầy cảm xúc vừa rồi là phần intro giới thiệu ban nhạc Bức Tường trước mỗi buổi trình diễn trong suốt một thời gian dài. Với khán giả đại chúng ở Việt Nam, Bức Tường là ban nhạc nổi tiếng một thời với những bài hát quốc dân như Đường Đến Ngày Vinh Quang hay Rung Chuông Vàng mà cho tới giờ vẫn còn tràn đầy sức sống. Hôm trèo lên đỉnh núi cao vời vời để ta khắc tên mình trên đời. Dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao. Và với nhiều người hâm mộ, âm nhạc của Bức Tường như một liều doping tinh thần trong suốt những năm tháng thanh niên, là cả một phần tuổi trẻ bồng bột, sôi nổi và đam mê. Ở thời kỳ đỉnh cao, mỗi buổi diễn của Bức Tường đều thu hút hàng ngàn, hàng vạn khán giả, đưa nhóm trở thành huyền thoại của rock Việt đầu thập niên 2000. Dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh Trần Lập, Bức Tường đã chinh phục những đỉnh cao âm nhạc lớn trong sự nghiệp. Nhưng giống như cuộc đời có nhiều lối rẽ, với Bức Tường cũng như fan của nhóm, biến cố đó là sự ra đi của người thủ lĩnh. Cuộc đời của anh ấy từ nhỏ cho đến lúc lớn lên thành lập ban nhạc Bức Tường cho đến lúc ra đi, đúng là một rockstar. Khi chất keo gắn kết không còn và mọi dự định còn dở dang, các thành viên của Bức Tường đứng trước bờ vực chia cách hơn bao giờ hết. Họ bị kẹt trong chính bức tường của hào quang quá khứ, hiện tại thử thách và tương lai bất định. Ban Bức Tường rơi vào một cái trạng thái là chơi vơi. Mình chưa thể nghĩ được là mình sẽ làm như thế nào để duy trì tiếp. Có thể thiếu vắng bất cứ một ai, nhưng mà thiếu vắng đi cái người thủ lĩnh thì không có gì có thể thay thế được anh ấy. Câu chuyện phía sau những loay hoay của huyền thoại nhạc rock một thời, cách họ đối mặt, đổi mới và viết nên con đường âm nhạc của mình sau mất mát, chính là nguồn cảm hứng để Ca Cộng xây dựng nên bộ phim tài liệu chất lượng điện ảnh đầu tiên với thương hiệu Ca Cộng Original. Dự án được Ca Cộng chính thức khởi động ngày 15 tháng 4 năm 2021 với một ekip trẻ yêu mến âm nhạc của Bức Tường. Phim tài liệu Những Bức Tường sẽ là tâm sự được kể bởi chính người trong cuộc, cũng như những người bạn đồng hành cùng ban nhạc suốt nhiều năm qua. Vốn dĩ, câu chuyện về Bức Tường và sự ra đi của thủ lĩnh Trần Lập khán giả đã nghe nhiều. Nhưng có lẽ chúng ta không nên tiếp tục nhớ đến họ chỉ vì điều đó. Concept Những Bức Tường được ekip làm phim chọn lựa để bắt đầu và phát triển bộ phim tài liệu này. Đó là bốn mảnh ghép còn lại của Bức Tường, là Bức Tường hoài nghi đang ngăn trở các thành viên, Bức Tường của quá khứ với những di sản âm nhạc cũ, và Bức Tường khán giả đang dựng nên vì chưa thể chấp nhận sự thay đổi. Để thể hiện được tinh thần này, ekip đã đầu tư về mặt hình ảnh, bối cảnh, âm thanh và ánh sáng để khán giả có thể chia sẻ những cảm xúc mạnh mẽ nhất cùng người trong cuộc. Với mỗi concept, team Ca Cộng Original đã dành nhiều tháng để lên ý tưởng thiết kế set quay mang tính đại diện nhất với các thông điệp ẩn dụ trong decor và ánh sáng. Trong quá trình ghi hình, các thành viên đã có cơ hội trải lòng về hành trình của họ trong cuộc sống và trong âm nhạc. Khi âm nhạc vang lên, thì chúng tôi thấy đâu đó cái cảm giác. Nếu những năm say vội vã, ta đã trao nhau để rồi lãng quên. Những năm tháng trôi, còn lại bao vết thương khắc sâu. Vì ta đã trót yêu. Bên cạnh họ là các anh em cựu thành viên, dẫu không còn cùng chơi nhạc nhưng vẫn đóng vai trò cố vấn và hỗ trợ mạnh mẽ để thắp lửa cho cái tên Bức Tường,
để sống tiếp những ước mơ họ đã từng mơ. Cá nhân là những người anh em trong ban nhạc bây giờ vẫn đang đứng trên sân khấu, mình luôn luôn là thầm phục họ để làm được ra những cái sản phẩm nhạc như vậy thì phải hy sinh nhiều. Chúng ta cũng sẽ được nghe những người bạn của Bức Tường chia sẻ về họ từ khi còn là nhóm nhạc sinh viên trẻ tuổi, lần đầu lên sân khấu, cho tới khi trở thành huyền thoại bằng thứ âm nhạc hào sảng, giàu sức sống, niềm tin và năng lượng. Cái thời gian đấy tôi nghĩ là cứ Bức Tường mà tổ chức biểu diễn ở đâu là sinh viên chắc chắn là đông nghìn nghịt luôn. Với thế hệ của Bức Tường thời điểm đấy, thì mình nghĩ cái sự tự tin của cái việc là tôi có thể đưa ra một cái trải nghiệm âm nhạc khổng lồ. Bộ phim còn có sự góp mặt của một nhân vật đặc biệt đã song hành cùng ban nhạc trong mọi show diễn. Đó là chiếc mic của thủ lĩnh Trần Lập. Mặc dù anh không còn, nhưng đối với Trần Tuấn Hùng và các thành viên khác, anh vẫn luôn hiện diện và đồng hành cùng mọi bước đi của ban nhạc Bức Tường. Qua bộ phim, khán giả sẽ được đón nhận những chia sẻ thẳng thắn về sự nghiệp 27 năm của Bức Tường, quá trình chật vật tìm ra giọng ca đồng hành cùng ban nhạc và cách họ tuyên ngôn sự trở lại mạnh mẽ của mình trước công chúng với album Con Đường Không Tên và live show Bức Tường Trở Về. Đây cũng là một cái thời điểm khá là đặc biệt đối với cả ban nhạc Bức Tường. Họ muốn đi tiếp con đường của Bức Tường và họ muốn xây tiếp cái bức tường thành công của họ. Và nếu mà muốn xây bức tường cao hơn thì bắt buộc phải có những người mới, người hát và đặc biệt là người sáng tác. Ban nhạc Bức Tường mất đi anh Lập, nói thẳng nó chỉ là một sự đáng tiếc thôi. Nhưng mà nó không phải là một dấu chấm hết, mọi người đừng nghĩ vậy. Ban nhạc Bức Tường mà dừng lại á, anh Lập sẽ rất buồn, anh không muốn điều đó. Hơn thế, với tất cả tình yêu và sự tôn trọng dành cho ban nhạc, bộ phim sẽ mang đến món quà đặc biệt cho khán giả yêu mến Bức Tường. Đó là hai ca khúc của nhóm được quay MV mới, trong đó Bản Phối Mới của Cây Bàng được thể hiện với dàn hợp xướng sẽ là món quà cảm xúc để tri ân di sản âm nhạc của thủ lĩnh tài năng Trần Lập. Cái đóng góp cuối cùng của Trần Lập sau khi anh mất đi là cái tinh thần mà anh để lại cho các bạn đồng nghiệp của mình. Câu chuyện của quá khứ trở thành nguồn động lực đưa Bức Tường sẽ trở lại với diện mạo và tâm thế mới, sẵn sàng đốt cháy ngọn lửa rock một lần nữa. Bộ phim sẽ đưa khán giả đến với những khoảnh khắc phía sau sân khấu chưa từng được công bố, nơi các fan hâm mộ có thể một lần nữa sống lại không khí máu lửa, đốt cháy sân trường Đại học Xây Dựng vào ngày diễn ra live show Trở Về. Đội ngũ truyền hình Ca Cộng đã đồng hành cùng Bức Tường trong MV Hoa Ban Trắng năm 2012 cho tới live show Trở Về, nhận được phản hồi vô cùng tích cực về mặt hình ảnh, âm thanh và chất lượng. Với bộ phim này, truyền hình Ca Cộng tiếp tục mang đến trải nghiệm điện ảnh 4K mãn nhãn nhằm đem tới những giây phút cảm xúc nhất cho khán giả trong bộ phim tài liệu chất lượng điện ảnh chưa từng có ở Việt Nam. Với sự trau chuốt này, ekip hy vọng những Bức Tường sẽ là món quà trọn vẹn hơn nữa dành cho nhóm nhạc Bức Tường, người hâm mộ và mọi khán giả yêu mến âm nhạc đích thực. Quay kiểu xến xến ao nét đó rồi em. Cổ khẳng thẳng thẳng ra anh được không? Rõ nét vào đây. Để khẩu sâu vào cũng cần phải. Quá trình ghi hình đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ và vui vẻ của cả ekip làm phim cũng như các thành viên và khách mời. Hy vọng nguồn năng lượng đó sẽ giúp truyền tải trọn vẹn tinh thần Bức Tường tới những người mến mộ và mong chờ sự trở lại của ban nhạc. Máy chạy, máy chạy, đổ máy lên. Cùng bạn bè ta đam mê những cung đường dài, xuôi ngược biển xa lắc lư để bánh xe cuộc đời lăn. Niềm vui khám phá có biết bao nhiêu điều khi thiên nhiên đại ưu và cuộc sống bốn phương. Đường dài không đi xa khó, vì
đời là những chuyến đi dài, những giấc mơ dài, để sống với đam mê, dấu mơ dài cờ rồi có lúc vượt qua bao nhiêu bão bình. Vì cuộc đời là những chuyến đi dài, những giấc mơ dài. Hãy cùng chúng tôi theo dõi chuyến đi trở về và viết tiếp giấc mơ gốc Việt trong bộ phim tài liệu điện ảnh đầu tiên của Ca Cộng, 20 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2022 trên Ca Cộng Cine và ứng dụng Ca Cộng. Nổ máy lên, cùng bạn bè ta đam mê những